Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Tô Đại phải tiễn bình tòa ra đi vào lúc này? Khi nói đến công lý ở Việt Nam, dư luận xã hội mỉa mai rằng công lý chỉ là một danh hài. Điều này cho thấy công lý ở xứ Đông Lào là một điều xa xỉ không hề tồn tại. Thực trạng nền tư pháp Việt Nam hiện nay cho thấy các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát hay tòa án luôn tùy hứng khi đưa ra các quyết định tư pháp vụ án oan của tử tù Hồ Duy Hải chính là một minh chứng. Và đây là hình phát biểu của ông Nguyễn Hòa Bình trên Vietnamnet. Vietnamnet Online ngày 26 tháng 3 đưa tin, ông Nguyễn Hòa Bình đổi tên để tòa án độc lập xét xử. Bản tin cho biết, tại hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi ngày 26 tháng 3, nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến liên quan đến việc đổi tên tòa án. Theo đó, giải thích về lợi ích của việc đổi tên tòa án, chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng điều quan trọng nhất là nguyên tắc độc lập của tòa án được đảm bảo. Theo giới quan sát, ông Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận sự thiếu độc lập của ngành tòa án nói riêng và hệ thống tư pháp Việt Nam nói chung hiện nay. Điều này liên quan đến thực trạng án bỏ tối rất phổ biến khi các thẩm phán chỉ là những con robot làm theo mệnh lệnh của kẻ khác. Một câu hỏi đặt ra là tại sao ông chánh án bình lại bất ngờ giả chứng để lộ ra điều mà ai ai cũng biết nhưng đảng không chịu thừa nhận điều này có liên quan gì đến những đồn đoán cho rằng bộ trưởng công an tô lâm đang tấn công vào thành trì quảng ngãi và sau võ văn thưởng sẽ tới bình tòa tình trạng các nạn nhân bị đánh chết trong đồn công an xảy ra thường xuyên liên tục và phổ biến tại việt nam tuy nhiên đa số các hung thủ là nhân viên công an nên hầu như không bị xử lý hình sự mà chỉ bị xử lý hành chính qua loa Công an tỉnh Đồng Nai ngày 3 tháng 4 đình chỉ công tác đối với cán bộ điều tra của công an huyện Long Thành vì liên quan đến cái chết của ông Vũ Minh Đức, một nạn nhân tử vong chỉ sau vài giờ làm việc với cơ quan công an. Và đây là hình bộ trưởng công an, đại tướng Tô Lâm. Điều vừa kể có liên quan gì đến luận dư luận cho rằng trong cuộc chiến cung đình lúc này, bộ trưởng Tô Lâm đang có kế hoạch lôi kéo sự ủng hộ của dư luận với mục đích thỏa mãn cơn cuồng nộ của số đông dân chúng về thực trạng thiếu công lý ở Việt Nam hiện nay. Trong bài bình luận Tô Đại Tướng chọn quân bài Domino nào tiếp theo của cây bút Trần Hiếu Trân đưa ra một nhận xét đáng chú ý khi rằng chánh án Nguyễn Hòa Bình chỉ là những món nộm trong bữa tiệc của Tô Đại Tướng. Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn hạ hỏa sự sụp soi của dân chúng trước hội đồng giao thớt của chánh án Hòa Bình. Ông này cho quân ra chợ mua giao thớt về để làm vật chứng cho vụ án Hồ Duy Hải kéo dài hàng chục năm trời. Điều đó đã cho thấy chánh án Nguyễn Hòa Bình có tập phải giật mình. Dẫu rằng, theo dấu quan sát, mối quan hệ giữa Bình Tòa và Tô Đại Tướng lâu nay vẫn ở mức tâm đầu ý hợp. Việc chánh án Nguyễn Hòa Bình được đánh giá là rất thân cận với tổng trọng, đến nay có thể lại là một trở ngại cho sự nghiệp chính trị của ông ta. Bởi việc Tô Lâm xử lý Nguyễn Hòa Bình để thỏa mãn cơn cuồng nộ nói trên sẽ trở thành đòn nhất tiễn hạ sông Điêu mà Tô Lâm là người có lợi nhất xin nhắc lại trong vụ án hồ duy hải cả hai cấp xét xử ở tòa án tỉnh long an lẫn tòa phúc thẩm tòa án tối cao tại sài gòn đều tuyên án tử hình đối với hồ duy hải về hai tội giết người và cướp tài sản sau đó chánh án tòa án nhân dân tối cao trương hòa bình và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đều ra quyết định không kháng nghị bản án cuối cùng chủ tịch nước trương tấn sang cũng bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của hồ duy hải và đây là hình chánh án hội đồng giao thớp Nguyễn Hòa Bình. Nhưng nhờ kiên trì kêu oan của gia đình, sự giúp đỡ của giới luật sư, cộng với sự quan tâm đặc biệt của bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội lúc đó, cũng như tiếng nói của ông Trần Văn Tạo, tức Tư Tạo, nên ông Trương Tấn Sang đã chỉ đạo hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Theo giới thảo tình, quan hệ giữa ông Trần Văn Tạo và ông Trương Tấn Sang rất chặt chẽ. Khi ông Tư Sang làm chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Tư Tạo là phó giám đốc công an Thành Hồ. Ông Tư Sang có đủ niềm tin vào ông Tư Tạo, người đã chỉ rõ những quốc tất trong vụ án Hồ Duy Hải. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga trong báo cáo cũng đưa ra quan điểm giống ông Tư Tạo, khẳng định rằng cơ quan điều tra Long An đã liên tiếp sai phạm cần hủy bản án điều tra lại từ đầu. Nhưng cuối cùng, chánh án bình vì quyền lợi của cá nhân đã bất chấp tất cả. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vì sao tô đại phải tuyển bình tòa ra đi vào lúc này. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đè để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin liệu VinFast có thành công ở thị trường Thái Lan. Ngày 5 tháng 4, BBC Tiếng Việt có bài VinFast chào sân Thái Lan, chuyên gia nghi ngại người tiêu dùng có sẵn sàng mua không. Theo đó, VinFast đang tìm kiếm cơ hội tại Thái Lan với mạng chào sân trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Bangkok năm 2024, BMS 2024. BBC cho hay mang tới BMS toàn bộ giải sản phẩm xe điện đang kinh doanh, hầu hết là phiên bản tài lái nghịch phù hợp với thị trường bản địa. VinFast đang quyết tâm với mục tiêu thiết lập sự hiện diện tại thị trường xe điện sôi động và cạnh tranh khốc liệt bậc nhất Đông Nam Á. BBC dẫn lời người đại diện của VinFast Thái Lan nói rằng, việc thâm nhập thị trường Thái Lan một lần nữa khẳng định sự nhanh chóng và quyết liệt của VinGroup và VinFast trong quá trình mở rộng toàn cầu và thúc đẩy cuộc cách mạng giao thông điện hóa. Và đây là hình bài trên BBC tiếng Việt. Cùng với việc ký hợp đồng với 15 đại lý phân phối và dự kiến mở 22 cửa hàng tại thủ đô Bangkok và các đô thị lớn lân cận, VinFast còn tung ra gói hậu mãi được đánh giá là tốt nhất so với thông lệ thông qua chính sách bảo hành từ 7 đến 10 năm hoặc 160.000 đến 200.000 km đối với hệ truyền động và từ 8 đến 10 năm không giới hạn số km đối với pin. Bên cạnh đó, BBC dẫn lời ông Mario Rio, một người tiêu dùng ở Bangkok nói rằng: "Tôi rất ngạc nhiên khi biết Việt Nam có một hãng xe điện riêng trong khi Thái Lan thì không có." Tôi nghĩ VinFast sẽ có cơ hội ở Thái Lan nếu giá thấp để cạnh tranh với xe Trung Quốc. Còn bà Sisuda Bonchan, một nhà sản xuất phim quảng cáo, đang thực sự tìm mua một chiếc xe điện. Bà chia sẻ với BBC rằng, những mẫu xe của VinFast có thiết kế khá ấn tượng và trông có vẻ an toàn, phù hợp với những gia đình đông người vì xe có kích thước lớn. BBC cũng cho biết trên mạng xã hội Thái Lan, các video review đánh giá xe của VinFast cũng xuất hiện hàng loạt thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cả người Việt và người Thái. Theo đó, một số mẫu xe của VinFast được đánh giá là phù hợp điều kiện đường xá đa dụng. Tuy nhiên, cũng có nhiều người Thái Lan bày tỏ sự lo ngại về những đánh giá tiêu cực từ thị trường Mỹ và châu Âu về VinFast cũng như lối làm truyền thông của hãng. Và đây là hình một chiếc xe VinFast trưng bày tại BMS 2024 và cũng có rất nhiều màn tranh cãi giữa các tài khoản Việt Nam và Thái Lan, trong khi nhiều người Việt tự hào về VinFast và nói rằng Thái Lan không có hãng xe nội địa riêng thì người Thái đã lên đáp trả, muốn bán được xe cho người Thái thì VinFast hãy cố gắng bán được 200.000 chiếc ở Việt Nam trước, hoặc khó mà bán được cho người Thái sau khi không tạo dựng được uy tín ở thị trường Mỹ và không bán được xe ở châu Âu. Về đánh giá của giới chuyên gia Thái, BBC dẫn lời ông Nititham Barom Giám đốc kênh Autofire Thái Lan với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội đánh giá cao sự táo bạo và nghiêm túc của VinFast khi thâm nhập thị trường Thái Lan, nhưng cho rằng hãng xe Việt sẽ phải đối mặt với khó khăn để tạo dựng uy tín. Sự khó khăn nằm ở chỗ, hình ảnh và thương hiệu VinFast ở đây chưa mấy tốt đẹp. Đa số người dân Thái Lan chỉ biết đến VinFast thông qua tin tức quốc tế. Những thông tin đó không mấy tích cực cho VinFast, ông nói. Theo ông, để bán được hàng thì giá của xe VinFast tại thị trường Thái Lan phải được đặt ở mức không cao hơn xe Trung Quốc, đồng thời dịch vụ hậu mãi cũng phải đảm bảo tốt nhất cho khách hàng. BBC cũng dẫn lời đại diện của VinFast nói rằng họ nhận thức được môi trường cạnh tranh tại thị trường Thái Lan, nhưng cho rằng người tiêu dùng Thái rất cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thương hiệu mới mở ra cơ hội cho VinFast khi thâm nhập thị trường. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đây cũng chỉ là những lời ba hoa theo truyền thông của VinFast và VinGroup tương tự những tuyên bố hùng hồn của họ khi nhập khẩu xe vào Mỹ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu VinFast có thành công ở thị trường Thái Lan hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.